Mới đây tại trụ sở Cục Xúc tiến Thương mại, Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, tổ chức chuyên gia cấp cao Hà Lan PUM và sàn thương mại điện tử MISLINK chính thức ký kết biên bản ghi nhớ MOU về tăng cường hợp tác trong hoạt động xúc tiến thương mại. Biên bản được ký kết nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và triển khai hiệu quả, cũng như thiết lập cơ chế triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia hiệu quả các hoạt động xúc tiến xuất khẩu thông qua môi trường số, kết nối giao thương với doanh nghiệp quốc tế, góp phần đưa sản phẩm thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và có chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế. Trong hơn 15 năm qua, PUM đã cung cấp tư vấn chuyên gia và kết nối đối tác Hà Lan cho hơn 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các cơ quan, tổ chức, hiệp hội ngành nghề, trường đào tạo nghề, vườn ươm doanh nghiệp Việt Nam. Theo Cục Xúc tiến Thương mại, biên bản ghi nhớ này sẽ mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp kết nối, hợp tác, giao thương.